công cụ dùng để giữ da mặt, phục hồi sắc đẹp, kéo dài từ trẻ trung. Thì mình sẽ bắt đầu xài mặt nạ bụng nha. Rồi mọi người mình ready hết chưa? Yes. Dạ rồi. Rồi cái step đầu tiên của mình là mình sẽ rửa mặt. Ok. Mình sẽ dùng cái nước giữ ẩm này mình lịch vào mặt mình trước nha, để vào mặt mình trước cho cái da mình nó mềm. Rồi mình sẽ dùng cái sử dụng cái face cleanser hoặc là cái sữa rửa mặt của mình. Cái mặt nạ bùng này, đây là một trong những cái mặt nạ bùng mình rất là thích và mình cứ sử dụng ngoài vẫn chưa chán nha. Cái này sử dụng cho gia đình mình, từ chồng vợ cho tới con, đặc biệt là mấy đứa con của mình. Tại vì cái mặt nạ bùng này nó hút cái chất dầu, cái chất dơ rất là sạch, bởi vì cái đặc biệt là họ lấy từ cái bụng từ Địa Trung Hải. Đây là cái chất thiên nhiên. Khi mà mình không những nó sạch mà để lại cái da mặt là cái khoáng chất, cho nên da mặt mình có một cái dưỡng da bồi trở lại, chứ nó không như là những cái mặt nạ thường khác chỉ có sạch mà thôi. Cho nên khi mà cái mặt nạ mình sử dụng xong thì mình thấy cái da mặt rất là mềm, rất là sạch. Hồi nãy em có rửa mặt rồi, giờ em đắp. Mình cũng vậy, mình rửa mặt rồi, mình chỉ đắp thôi. Tắm rửa mặt rồi. Em hơi xài bao lâu cho một lần cho cái loại này ấy? Cái mặt là em đắp hai lần đắp vòng gì? Tại vì da em da dầu á, cho nên là em đắp hai lần để cho nó hút dầu, tại vì những vòng quanh cái lồng ngực của em nó bị dầu nhiều, cho nên mỗi lần đắp vô nó khô, thì nó lộ rõ. Cho nên dầu bị dầu, cho nên em phải đắp hai lần. Còn người nào mà da mặt mình đầy quá thì phải đắp ba lần. Có khi cũng một lần, nhưng mà nhờ đắp hai lần thường xuyên thì lúc này nó hết dầu thôi. Yeah. Lúc này nó bớt lắm rồi, nhưng mà em vẫn làm, tại thời tiết nó thay đổi, rồi đôi khi da mặt mình nó đi ra ngoài đường bụi bặm kia, em đắp thường xuyên cho nó hút bụi, cho sạch, làm cho da mặt nó sạch. Đây là một trong những sản phẩm mà sử dụng rất là thông dụng, rất là tiện lợi, mà ở nơi đâu cũng hết. Có một thời gian ở Việt Nam mình trái hạn về cái mặt nạ bùng này, tại vì theo như mình biết thì ở Việt Nam cái thời tiết nó nóng lực hơn ở phía mình, tại mình ở Mỹ. Thì cái mặt nạ bùng này rất là thích hợp. Khi mà càng nóng càng đổ nhiều mồ hôi thì mình sẽ dễ cái da mình sẽ cái dầu nó bóng lên, nó không có cái độ mà sáng, tại vì nó bị dầu nhiều với lại nó bị mụn, nhất là những đứa bé nó dễ bị mụn lắm. Cháu của mình ở Việt Nam nó 10, bây giờ nó 13 tuổi, nhưng mà nó xài cách đây là hơn một năm rồi vẫn còn xài. Con chị đắp cho con em thấy nó rất là thích, tại vì nó khi mà rửa mình sẽ không thấy nó dơ nhiều. Cô Vân có cảm nhận như thế nào về cái mặt nạ bùng này? Đây là một trong những người mà rất là yêu chăm sóc da càng ngày càng đẹp, khác hẳn luôn. Mỗi một lần nhìn lại cô Vân là thấy không có sự thay đổi. Dạ, thì em xài cái này rất là thường, là tại vì cái da nó hay bị dầu á, bị nhờn á. Mà cái này thì nó hút được chất dầu, chất nhờn dưới lòng da rất là tuyệt vời. Cho nên là một trong những sản phẩm không thể thiếu. Dạ. Wow, thank you cô Vân. Thì mình biết ở đây có chị Muối. Chị Muối thì mình biết là chị Muối sử dụng cái mặt nạ bùng cho khách hàng của chị Muối đây. Mà chị Muối, chị xài như thế nào cho khách hàng của mình? Mình họ biết hết như thế nào hả chị? Mình có mấy khách teenager đó, họ có mụn rất nhiều. Rồi mẹ họ hỏi có xài được không, mình nói được, thì họ dẫn lại làm mụn nó đang đau đó, để làm lên là một lát tháo xuống là nó rất là dịu, rất là thích. Hình như khách mấy cái bạn trẻ nào cũng thích hết, mà người lớn cũng thích nữa, người ta sức nên làm xong ta khoái, tại lát da mặt nó mịn thiệt là mịn luôn, rồi nó dịu xuống cái mụn đó nên rất là thích. Rồi thì cái này nó thích khoảng từ khoảng chừng 5 phút liền, cái da mặt, cái da mặt mình dầu hơn thì sẽ lâu hơn một chút, nó sẽ mất thời gian một chút để khô. Còn da mặt mình là da mặt thường thì thường khoảng chừng 5 phút à. Thì cái đó là
tùy theo da mặt của mình đi rửa mặt, thì trong lúc mà chị em của mình chờ để cái mặt nạ bùn này khô thì mình xin chia sẻ. Bởi vì mặt nạ bùn là một trong những mặt mà cái sản phẩm rất được ủng hộ, nhưng mà hiện giờ công ty của mình đang cộng tác và những cái sản phẩm mình đang sử dụng đây ra một cái loại gọi là Lumi Spa, nói nôm na là chiếc rửa mặt siêu thông minh. Cái này, sản phẩm này chưa tung ra thị trường. Như tụi mình thì làm việc thì tụi mình đang có ngày trước để mà trải nghiệm, để mà chia sẻ, cho nên sẵn đây thì mình cũng chia sẻ với cả nhà một cái loại rửa mặt gọi là chiếc máy rửa mặt siêu thông minh. Tại sao cái này gọi là siêu thông minh? Bởi vì đây là không những là chỉ là rửa mặt không, mà gọi là còn là trị liệu nữa. Mình vừa nhận được là mình sử dụng cho mọi người trong nhà mình. Mình phải sử dụng cho mình trước, cho mọi người trong gia đình mình trước, rồi mình đem sử dụng cho mấy cái cô thợ của mình. Mà cái hiệu quả thật là tuyệt vời. Bởi vì chỉ cần có 2 phút đồng hồ thôi mà mình rửa mặt mũi 2 lần một ngày. Tại vì chắc chắn là mỗi người mình cũng sẽ rửa mặt 2 lần một ngày đấy, buổi sáng và buổi tối. Thì chỉ với 2 cái tác động chính là làm sạch và trị liệu. Đây là cái máy Lumi Spa của mình. Sorry, chợm ra phía sau. Tại mình đang chạc điện cho nên mình chợm ra phía sau. Mình quý lắm. Mình đang chạc điện đây. Nó chỉ có đơn giản như thế này thôi. Thì đây là chính xác, đây là cái mặt đây rất là mềm. Mình nghĩ là bằng nhựa. Ban đầu thì mình cứ tưởng là giống như là một cái hàng trải, nhưng mà thật ra không phải. Khi mà mình nhận được, mình sờ qua, mình thấy nó rất là mềm. Lúc đó mình cũng chưa tưởng nó mềm như thế này thì sao mà rửa mặt cặp. Nhưng mà khi xài rồi mình mới thấy đây thật sự đúng là gọi là chiếc máy rửa mặt siêu thông minh. Không những làm sạch cái lỗ chân lông như là mình đã trải nghiệm rồi, mà còn lấy hết được cái mặt bụi bẩn của mình. Đó là cái lợi ích thứ hai. Còn đây là chiếc máy thả cái da. Bởi vì khi mà mình rửa sạch thì nó tác động với cái tế bào của mình, thì cho nên nó sẽ giúp cho cái tế bào da của mình tái tạo. Rồi khi mà mình làm xong á, mình rửa mặt xong, mình nó thấy là cái da mình rất là mềm mại, tuyệt vời lắm. Rồi sau đó lại mình lại cảm thấy rửa, thì khi mà rửa lên trở lại, cái da mình rất là mềm. Thì hồi nãy mình có làm cho con gái của mình, gái của mình 19 tuổi, thì thường thường ở cái tuổi này cũng khó lắm. Nó chưa có cái ý thức vững vàng mà làm da mặt, ok, thì nó cũng mò mò, nó nói ok mẹ làm cho, khi mà làm xong ngồi là relax, nhưng mà sau đó thì rửa mặt xong cái nước đi, nó mẹ rất là mịn nè, sạch. Tại vì cái da mặt của nó do dù có rửa cách nào cũng vẫn không đủ sạch, là khi làm cái máy này xong khi mà nó sạch đủ như thế thì khi là nó mới cảm nhận được cái da nó rất là mịn. Thật ra thì ở tuổi 19 thì cái da mặt nó không có sệ, nhưng mà nó không thấy cái xanh, nhưng mà khi mà mình làm trước đây mấy người nữa đó, thì cái nước tụt lên, nước tụt lên thì cái da mặt mình cũng thấy nó hơi bị bở bở, thì khi mà rờ nó rất là sạch. Thì khi mà em mình nó chỉ có kết luận một câu thôi, cái máy này làm cho da mặt sạch, sáng, xanh. Nó chỉ nói là S là đầy đủ rồi, mà mình thấy hiếm mà một cái máy rửa mặt mà nó chỉ cần S sạch, sáng mà xanh là quá tuyệt vời. Tối nay mình không thể nào mà mình hơi căng lẫn của cái chương trình mặt nạ bùn, bởi vì mình rất là excited để mà chia sẻ với mọi người cái máy này. Mà mình cũng đang ra một cái live video để mình làm thực hiện, đó là không gì bằng mắt thấy tai nghe. Khi mà mình làm rồi, mình chiếu vào cái da mặt mình, nó thấy nó khác hẳn với lại mình khi mình thấy cái đầu này đang rất là đơn giản. Thì những cái vết đè vết dơ, ví dụ như khi mà mình make up thì cái vết mà mình thấy phấn rất nổi trong đây nè. Còn ví dụ như những người mà họ không có xài make up, như là ông xã mình hoặc là con gái mình không có make up, thì cái vết đó, những cái, tại vì mình sử dụng bằng cái gel á, nó gọi là treatment cleanser, thì là những cái gel á, đây là nó có cái màu nâu, thì chính xác nó là cái màu dơ của cái da mặt của mình, mà mình gần như mình rửa mặt không bao giờ mình thấy hết, rất là tuyệt vời. Dụng cụ chiếc máy và rửa mặt thông minh này sắp sửa sẽ được tung ra thị trường, nhưng hiện giờ vẫn chưa có. Nhưng mà đối với của tụi mình
Ở đây thì mình có cái cách hướng dẫn để chỉ giúp cho tất cả anh chị em nào mà muốn sở hữu chiếc máy này, thì anh chị em có thể nhắn gửi những chị của mình trong đây, tụi mình sẽ hỗ trợ, hoặc là muốn thêm chi tiết thì tụi mình sẽ cung cấp một chi tiết và chỉ cách để vào order cái máy này, để mình sẽ sở hữu cái máy này trước hơn tất cả mọi người. Chính xác là cái máy này sẽ tung ra thị trường là tháng Giêng, nhưng mà ngày 17 đây, thứ sáu tuần sau, thì những người làm việc liên lịch có cái mình nói sao có cái quyền lợi là được order trước, để được để cho những bạn bè, những người làm việc trải nghiệm. Những chị em nào muốn sở hữu chiếc máy này sớm thì có thể nhắn tin cho tụi mình biết, để tụi mình sẽ giúp, để mà mình sẽ sở hữu chiếc máy mà gọi là chiếc máy rửa mặt siêu thông minh. Rồi xin cảm ơn mọi người. Có cái được 5 cái code mà thôi, cái máy đó thì mình có thể dùng pin hoặc là có thể cắm cạp điện, mà nó qua được rút thôi, mình có thể vừa đi tắm vừa rửa mặt. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Cô Vân đã xài qua cái máy này rồi nè, rồi cô Vân nói đi, mình nói hơi nhiều, mình chia sẻ cho những người đã trải nghiệm rồi. Chị đang làm khó em. Cô Vân đang chờ cái mặt cô, nhưng mà mình biết là cô Vân rất là thích cái máy này, cô Vân là xài trước mình luôn. Dạ. Mình đang có dịp để chia sẻ. Dạ. Thì nói chung cái máy này đó, mấy chị thường á thì mình một ngày mình rửa mặt 2 lần hay là quầy đúng không? Nhưng mà rửa mặt á, mình dùng cái sản phẩm mà tốt bên nào đi nữa, mình vẫn đi ở ngoài da mình, không vô trong được. Thì cái máy này là cái máy rửa mặt thôi, chứ không phải là nó làm bất cứ cái gì hết. Nhưng giống như chị Trinh nói là rửa mặt siêu thông minh, là nó có thể đi sâu vào lòng da của mình, nó hút những chất dầu, những chất nhờn, bẩn, những cái chất bẩn ở dưới lòng da của mình, nó sẽ hút được những cái chất đó. Và nếu như mà mình xài á, giống như em á, em nghĩ là buổi tối em xài rồi thì cái mặt rất là sạch rồi, là tại vì khi mà xài đó thì nó sẽ hút hết, là chị sẽ thấy được ở trong cái đầu, mà cái đầu của cái máy đó là nó đúng bận bận bận, và cái màu của nó ngã màu đúng không, là tại vì nó hút được chất dầu, chất nhờn trong cái da của mình rồi. Thì mình nghĩ là buổi tối là nó sạch rồi, thì đâu có nghĩa là sáng mình cần ở đâu, nhưng mà không ngờ mấy chị, khi mình ngủ á, cái da của mình nó sẽ thay đổi, và cái chất dầu, chất nhờn nó sẽ bước ra, nó đẩy ra từ cái lỗ chân lông mình, nó đẩy ra cái mặt của mình. Cho nên khi mỗi sáng mà mình thấy, nhìn vô kiếm, mình thấy cái da của mình nó bóng 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 bóng, mà không hiểu tại sao. Và mình cứ nghĩ là mình đâu có xài, mình đâu có làm cái gì đâu để cho cái da mình dơ đúng không? Nhưng mà thật sự ra khi mình ngủ, cái da mình vẫn tiết ra cái chất nhờn, cái chất dơ trong cái lòng da của mình ra. Thì cái máy này một lần nữa nó lại clean sạch sẽ hết luôn á chị. Và mình thấy được khi mình sau 2 phút mình dở, là mình thấy được á là cái chất dầu, chất nhờn nó đóng ở trong cái chổi đó, ở trong cái đầu của cái máy đó, mình thấy mình hết hồn luôn. Cho nên mình không thể tưởng tượng là cái da của mình nó dơ như vậy. Và nếu cái da mình nó dơ như vậy thì nó sẽ gây ra những cái giống như là lão hóa, hoặc là lỗ chân lông to, hoặc là những cái da nó sẽ bị cằn cỗi. Thì cái máy này nó sẽ giúp cho cái da của mình nó mịn lắm, khi mà dùng vừa xong cái da của mình nó rất là mịn, giống như da bé vậy đó, và nó săn được cái da, và nó sạch lắm, cái cảm giác nó rất là sạch và fresh, và nó sáng, nó làm sáng làn da hơn nữa chị. Dạ, rất là tuyệt vời. Và cái này là cái mà Vân trải nghiệm, mà con Vân có 2 đứa con trai tuổi teen đó, tuổi mà 10 mấy thì nó hay bị nhờn với mụn á, gây mặt quá hay bị mụn, thì nó xài nó rất là thích luôn, nó nói mẹ cái mặt con nó sạch lắm, và nó không cảm giác có cái mụn nữa. Thì con của chị Thanh Thang đó, 15 tuổi, nó bị một cái về mụn trên trán rất là nhiều luôn, và chị nói là nó dùng gì trong vòng 2 tuần thôi không còn mụn nữa, cái mặt nhỏ láng luôn đó, láng mà mịn luôn, tại vì sạch đó, mặt mình quá là sạch thì dầu nó đâu có ra nữa đâu, không dầu nó không có cơ hội để nó đẩy ra nữa. Những em mà bị mụn nhiều đó là tại vì cái da của họ có chất nhờn, chất dầu nhiều, và khi mà nó ra ngoài đường, nó chơi thể thao hay là đi học đó, ở ngoài đường đó, thì cái bụi bặm ngoài đường nó sẽ bám vô cái mặt, thì nó làm cho mặt mình dơ, thì nó sẽ bị mụn rất là dễ dàng. Thì cái máy này nó giúp hỗ trợ hút được chất nhờn, chất dầu, và nó làm cho
cái mụn nó sẽ không có tới, đơn giản vậy thôi, không có tới gần mình nữa. Thank you cô Vân. Thì đó như cô Vân nói đó, cái công hiệu của cái máy này khi mình lên như thế này thì rất là sạch ở trong cái lỗ chân lông của mình, cho nên nó mới lấy được cái chất bụi và cái chất dầu. Và đặc biệt thì như mình là phụ nữ mà mình make lớp thì cái này lấy ra rất là sạch, cho dù mình rửa sạch cách nào mình cũng sẽ không có rửa là sạch bằng như thế này đây. Thì cái điều cô Vân là cái này xài không những cho người lớn nhưng mà mình cho những đứa bé ở cái tuổi mới lớn họ ăn thì như là mọi người đã thấy là mình đang lấy cái máy này đây, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng nó khi mà mình nghĩ là mình sợ là ông mình đi vô cái da mặt của mình sợ nó cài, nhưng mà thật ra khi mình đang nó rất là mình dùng nó là gentle, nó nhẹ nhàng lắm và đơn giản như là thôi, bởi vì cái máy này nó không có bị vô nước, cho nên khi mà mình đi tắm đó, trong bát đúng không, thì mình vẫn mang ngay mình tắm mà chỉ cần có 2 phút đồng hồ thôi mà mình có thể là mà rửa da mặt, rửa mặt của mình. Thường thường thì mình rửa mặt ngon nhưng mà không có cái trị liệu thì chính em vừa rửa mặt sạch mà là vừa trị liệu, 2 phút đồng hồ cho mỗi một lần. Mà nhiều khi mình tắm 2 phút đồng hồ nó phân lắm, mình chỉ nhớ mắt lại mà rửa mặt 2 phút đồng hồ tuyệt vời ra cái mặt mình khuôn nó sạch quá thế rồi, mới nói thôi chứ 2 phút nó đã xong rồi. Vậy cái mặt của chị nó vừa bóng vừa mịn vừa sáng nữa, rồi chị cần gì xài nữa để sao chị nó xài? Cái này thì như mình nói là không có ai để mình đợi da mặt mình xấu mình phải xài, có nghĩa là mình xài khi mà cái da mặt mình vẫn còn đang mình bây giờ mình đang nói về da mặt mình đẹp là cô Vân nói, chứ bây giờ mình cũng muốn phải đẹp nữa, mình nên xài ngay từ cái lúc nó vẫn còn tốt. Như hồi nãy cái live video mình có nói, khi mà cái nhãn COVID nó không có quan tâm nhiều tới cái da, nhưng mà bây giờ khi mình đã trải qua rồi thì mình thấy rằng là cái cây khi mà nó còn đang tốt mình vẫn còn phải tưới, mình bỏ phân vô, mình không có đợi cái cây đó mà nó già rồi nó lá nó vàng rồi nó không tốt mình lại đổ phân đổ nước vô, rất là cực. Tại sao mình không làm khi cái lúc mà mình vẫn còn có thể mình làm được, nó cũng làm bao giờ trẻ nhưng mà không bao giờ là sớm, khi làm bất cứ khi nào mình có thể. Có nghĩa là không có một người tốt, chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp cho mình đúng không, chưa biết cách làm đẹp cho mình, chưa biết cách chăm sóc cho mình, chưa biết cách dành thời gian để lo cho mình. Cái điều đó là xảy ra đối với mình. Bây giờ thì mình nói là đánh răng á, là còn răng mới đánh, chưa hết răng rồi đánh gì đúng không? Yes. Rất là tuyệt vời, đặc biệt là mấy chị em nào mà tiếp xúc với môi trường bụi bặm nhiều đó, mình nên dùng cái máy này á, mấy em chị em nào mà dễ bị mụn, dùng cái này rất là tuyệt vời, rất là để ngăn ngừa mụn mà không có mụn. Con gái này em muốn share đó là hôm 2 buổi trước á, em nhuộm tóc á, cái thuốc nhuộm nó dính cái mặt á, cái em rửa hoài nó không có ra, cái em thử lấy cái máy em chạy cái nó ra kìa. Còn cái loại son á, cái son mà em đang xài nè, cái son mà công ty mình sắp ra cuối tháng này nè, mình sẽ mua được đó, là cái son này là cái son không trôi và nó sẽ lát 12 tiếng, nó lát cả ngày luôn. Thì em rửa nó cũng không ra, nhưng mà em lấy cái máy lên sạch luôn, lít sạch trong vòng mấy second, trong vòng chừng không tới 30 second nữa là nó sạch, nó không còn cái gì trong mặt hết. Lên người dạ, đi là cố gắng nha, thuốc nhuộm nó đóng cái da đó, em cố gắng em kỳ, em rửa xà bông, em làm đủ hết mà nó không ra. Nhưng mà để cái máy lên chạy nhẹ, chống nhẹ cái là nó dính vô cái đầu máy luôn, là nó rửa sạch hết luôn. Yeah. Đây là kết quả của cô Vân vừa nói nha. Thì mình sẽ quan sát ở dưới này nè. Mình thì thật ra là mình có xài foundation, nó xài phấn. Thì đây rất là rõ những cái chất dơ, những cái chất phấn đóng trong những cái lỗ này đây. Đây. Yeah. 2 phút đồng hồ mình lấy ra được những cái chất dơ, những cái mất nước, những cái mồ hôi, những cái chất bụi ở trong cái da mặt của mình. Rồi mình chỉ rất đơn giản là mình sẽ lấy nó ra. Và đi rửa thôi. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Em cũng đang chờ cái máy của mình về. Đối với tụi mình thì không rất là nóng lòng để chờ. Wow. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người, nếu mà sở hữu được cái máy này càng sớm càng tốt thì mình sẽ cảm thấy là cái hiệu quả rất là cao. Rồi thôi, mặt em cũng khô để đi rửa mặt một cái. Lát trở lại.
này. Thì chị xài sao cái lông này sao thì chị xài cái gì sao đó? À, mình sẽ dưỡng da, mình sẽ dưỡng da. Tại vì như thế này, mình nói thật là mình có thể đi kèm theo một số cái khác như là gần là facial mask, nhưng mà đối với mình thì làm cái điều đó nữa thì càng tốt. Mà thật ra cái mask này rất là thật. Mình đang kêu rằng là nó sạch mà nó định làm mình sẽ xài dưỡng da. Đối với mình, những người mà hiện bây giờ đang đọc phát cái công ty này, một cái dưỡng da rất là tốt. Cho mình nói sao, còn như là cô Vân thì sau khi cô Vân xài cái này xong thì cô Vân làm như thế nào? Cô Vân nói mình biết là cô Vân xài cái này là lâu hơn mình và có kết quả rất là, thì mình muốn nghe ý kiến của cô Vân có cái lời khuyên nào? Dạ, nói chung là cái này nó chỉ là cái dưỡng mặt thôi, cho nên là cái chỗ em vẫn là facial spa, như ngày nào em làm facial spa thì em sẽ chạy máy facial spa sau đó. Và cái ngày nào em làm mặt nạ thì em sẽ làm mặt nạ sau đó, sau khi chạy máy. Nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó làm cho cái da nó đẹp hơn, nó mịn hơn. Và cái kết quả nó tuyệt vời hơn nhiều. Và đặc biệt là cái mặt của em á, là trước đây bị nám rất là nhiều. Nó tối nên nó không có sáng giống như mấy chị ở miền Bắc đó. Giống như em là em ở miền nóng, Florida nắng nhiều cho nên là em lùi rồi. Còn mấy chị thì ở miền Bắc thì chứ lạnh thì nó trắng hơn. Nhưng mà em thấy được là cái lông mình spa này á, nó giúp cho cái da mình nó sáng và trắng ra. Nó làm cho cái da em nó trắng ra. Và những cái nếp nám nó cũng giống như là nó cảm nhận như là nó sáng và nó mờ. Thấy em là thấy chuyện khác biệt. Sự khác biệt đó, ý là mình muốn nói vấn đề đó đó. Mình thấy mà mỗi lần khi mà gặp lại cô Vân thì là mình thấy khác hẳn. Mà mình vẫn thấy cô Vân lên live stream mà cái gương mặt rất là sáng, rất là xanh và rất là trẻ. Coi như là mình thay vì con người của mình thì càng lúc càng già đi, cũng như mình nhìn những người khác. Nhưng mà khi mà mình xài đúng cái sản phẩm, xài đúng cách, xài thường xuyên, mình thấy rõ ràng là đây là cái hiệu quả. Mà cô Vân là một trong những người mình biết, cô Vân là cách đây là 3 năm. Mỗi một năm như vậy mà lại khác. Mà dạo gần đây thì cái sự trẻ trung của cô Vân lại đi nhanh hơn là một năm, hai năm trước đây. Yeah. Đó là cái điều rất là hay. Là tại nhờ sản phẩm nó tốt. Yeah. Đó là lý do mà cái da của mình nó càng ngày càng hồi phục nhanh hơn đó chị. Rất là đẹp. Thì như mình được những người hay nói như thế này, họ nói như thế này, nói ồ mấy chị mà làm cho công ty này, hình như một cái điều mà em thấy là hình như là ai da mặt cũng đẹp nữa. Yeah, đó là những người khác nhận xét, mình không cần phải nói, bởi vì mình là người của sản phẩm, mình là người của sản phẩm, thì cái điều mà để cho người ta nhận thấy, mình không có cần mang bản quảng cáo. Tất cả mọi người đều nhìn mình như vậy, mà lần nữa mình rất là được khen. Cho nên cái sự khen ngợi nó làm cho mình mình biết rằng là mình xài đúng, mà mình biết rằng là mình đang chăm sóc cái sức khỏe và cái sắc đẹp của mình. Sao là sản phẩm tốt mà riêng làm đẹp nữa, nó sao không da không đẹp nữa. Dạ, xài thường xuyên, xài đúng cách và xài đúng sản phẩm. Mình chỉ cần ba điều thôi, thì cái đó là cái sự khác hẳn. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mặt mình cũng mịn quá. Lần nào cũng đắp có đường, nó đều không? Mình không đắp, mình khó chịu lắm, mình tự cảm thấy cái mặt. Nè, giờ xài này đây. Giờ mình còn bỏ thêm cái IDOI cho cái mắt bọng của mình. Mình rửa mặt xong rồi ạ? Mình rửa mặt xong rồi, mình có cái nước ở đây ngay đây luôn. À, chị Trinh ơi, sao cho mình hỏi thăm cái chiếc máy đó đó, khi mình xài xong và mình đi rửa có khó rửa không? Nó dễ rửa lắm chị, rất là dễ rửa. Thì chị trải nghiệm qua rồi, em hỏi trước khi cái máy mình về. chị ơi, chị nhớ lại lấy nha. Dạ. Yeah. Rồi mình kết thúc cái Facebook Live luôn ha. Để chờ mình ra rồi hả? Để chị làm lâu, đi rửa mặt.
À, vậy xin chia ra mặt à? À, chị xài gì after tết vậy? Mình sẽ xài cái này đây không? Mình xài yes. Ô mình lên đi lắm. Lên đi lắm. Đây là bí quyết của em đó. Mình cũng có đây nè. Nhưng mà bây giờ mình đang xài là pơ chứ. Làm cho nó săn chắc cái mặt này đây là anh phụ nữ người nào cũng thấy cái hộp này đó. Lập nước tiên. Lập nước thần á. Tiên chạy nha. Chắc xuống con. Mình nó thật lĩnh buồn nha. Mình ngồi ở đây mà mình một đứa nó nằm lên người mình nó ghê. Mình có cái con chó mà mỗi khi mình làm đẹp á nó cứ ngồi ở dưới nó hưởng thụ, nó nằm ở dưới nó coi mình làm, nó lắng nghe mình nói sao, nó ngưỡng mộ mình. Nó cũng muốn chứ bộ. À, nó cũng muốn má mi làm cho chứ bộ. Đó, chị nổi không đó, nằm dưới chân nó kiểu má mi đắp mặt nạ làm đẹp mà không cho nó đẹp. Mặt cá lúc đang căng gần như là mặt da mặt của mình. Lúc nào mình cũng giúp lên. Mình đi kiếm vết răng cũng khó. Khó không? Hơi khó à? Cũng hơi khó. Hơi khó. Giờ để nó bóng lưỡng hồng hào không? Thế cái gương mặt, cái mặt của mình á, cái cơ rất là săn luôn á. Để ý mình xài mình thấy, mình thấy một người nào xài cái mặt cũng săn lên hết. Còn thật ra đó mình không có so sánh cái sản phẩm này cái sản phẩm kia, nhưng mà mình thấy những người xung quanh mình họ xài, họ cũng xài, thì họ xài cái loại mà họ làm cho trắng cái mặt da của họ ra thì họ thích như thế, nhưng mà sao cái da của họ vẫn làm như nó bụng mà chuyện như mình ta, là lúc nhìn ta cũng nhìn mình nó đã ủa sao cái da mặt của mình xanh, nó một số loại sản phẩm xài nó không có cái xanh cơ, mà cái xanh cơ là cái rất là quan trọng. Mình ra thấy như là làm cái da mặt là sạch, sáng nhưng mà còn phải săn nữa, đây là gọi là hiệu quả. Bên nay em có nói chuyện với một chị này, chị ở Vũ Trường Nghèo. Chị nói là sao mà cái da mặt của Vân càng ngày càng săn và càng đẹp. Thì chị nói là chị đi thẩm mỹ viện hả? Không phải gọi là thẩm mỹ viện hay là spa gì đó. Mà một cái treatment đó, chị nói là phải đi 5 cái treatment, mà một cái treatment như vậy là cả ngàn đô. Wow. Mà đi 5 cái khác nhau, cuối cùng rồi không có kết quả gì hết. Mà không có kết quả gì hết mà cũng không có lại đòi tiền lại được. Ok. Nói mì của mình đây. Em có cái cách, chỉ có dài mì này trong đó có rất là đơn giản, chỉ là có một phần nhỏ là ba cái serum và cái dưỡng da đen mà dưỡng da này. Chị nói trời ơi, sao mà tuyệt vời như vậy? Giống như chị bỏ biết bao nhiêu tiền ra, không có kết quả. Dạ, cái đó là mình xài không đúng sản phẩm, xài không đúng cách. Đi. Thường xuyên thì có mà không đúng cách, không đúng sản phẩm. Không đúng sản phẩm là không chọn đúng sản phẩm cho mình. Không đúng cách là mình không có đi sát vô trong cái nó sẽ gọi là tế bào gốc. Để mà chữa trị từ bên trong. Người nào mà lâu quá không gặp mình á, họ gặp họ mới thấy sự khác biệt. Đôi khi mình thấy mình mỗi ngày mình không thấy, nhưng mà cái người mà lâu không gặp mình họ thấy cái da mặt mình rất là khác. Đấy, mình okay. Xong rồi mình này cũng thấy được mình mới ra xong nó hồng hào nó căng lên nè. Để quá đẹp. Nếu mà mấy là không biết đó, không mất cấp gì đó, cái mặt bình thường chứ không mất cấp gì đó. Thác lên. Đi ra đường mất nhảy đó là u gần u. Gần u hàng năm rồi, trên 40 hết rồi, ok. Em là út trong đây mà em cũng là trên là 42 rồi nhé. Thấy mất rồi, mình bước qua năm không dám nói rồi. À, mất u năm rồi đó. Cho nên là rất là lâu rồi, nhưng mà càng ngày 30 tuổi là cái da mình bắt đầu lão hóa rồi. Mà đến ngoài 40 là da kia lão hóa là tuyệt vời rồi, còn muốn gì nữa chứ. Đâu muốn gì đâu. Thật ra khi mà nói với người xung
xung quanh của mình nói là nhìn chị, chị nhìn khỏe hơn tôi ơi. Đó là một cái sự đấy, nó sẽ có tấm nhìn chị mà chị nhìn khỏe hơn tôi lớn tuổi nhất. Cái này hơi chảnh chút, không phải ta nói mình nói lại để người khác bấm cho mấy con mình chảnh nha chị. Cho nên em nói là em có cái danh hơi danh tị là cái da em nó đen hơn da chị xíu. Nó da mặt của con cảnh. Mình thấy như vậy là thật ra thì da trắng, da nam thì da trắng được vì theo cái sắc tố da cái chi đó. Nhưng mà khi mà cái da mình cho dù trắng, cho dù nam mà nó không có cái sức sống, nó không có cái sáng, nó cũng không có đẹp. Thật ra cái da của con rất là đẹp, nó sáng, rất là sáng luôn, xanh, sáng, sạch. Mình thích đây là ba cái S. Sáng, sạch. Rồi mới nó sáng xong rồi sạch, mới ngược sạch trước, sáng xong rồi nó sạch nữa. Lần, à, sáng, bây giờ là kem dưỡng da đêm. Dạ. Ok, nó tóm lại là mấy bạn trong Facebook Live mà ai mà muốn có làn da đẹp, xanh, sáng, mịn, trẻ trung, không bị lão quá thì mấy bạn có thể liên lạc với bốn chị trong này, ba chị trong này. Những ai trong này thì họ có thể hướng dẫn mấy chị cái cách để làm sao có được làn da đẹp giống như được không? Đơn giản đi. Ok. Rồi, chào cả nhà. Rồi, good night, thank you mấy anh chị. Rồi, good night mấy anh chị.